Bình Định, sức khỏe nữ sinh bị bạn cùng trường đánh đến co giật giờ ra sao? Gia đình của nữ sinh M, thông tin về sức khỏe của em sau khi khám tại thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời VTC News tối mùng 1 tháng 11, phụ huynh của TLTM, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ, Bình Định, cho biết sau khi M bị học sinh cùng trường đến nhà đánh tới co giật vì lo lắng cho sức khỏe của M, gia đình đã đưa em vào thành phố Hồ Chí Minh khám tổng quát. Hiện tại sức khỏe của con tôi sau khi khám đã ổn định, bản thân tôi và gia đình cũng không muốn nói gì và ồn ào thêm. Cháu học tại trường đã nhiều lần bị các bạn này đánh, chị Lê Thị Trà Giang, 36 tuổi, chú thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, mẹ của M, cho hay. Chị Giang còn cho biết thêm, nhà trường và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Gia đình sẽ không có ý kiến gì thêm cho đến khi có kết luận cuối cùng, mọi việc sẽ được giải quyết theo pháp luật. Tối mùng 1 tháng 11, ông Ngô Vịnh Thái, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Mỹ xác nhận đang chỉ đạo trường trung học cơ sở thị trấn Phú Mỹ tạm dừng việc học trên lớp đối với các em học sinh đánh em M. Để quản lý nhóm nữ sinh này, nhà trường đã có biện pháp cho nhóm nữ sinh này viết tường trình lại sự việc và bản kiểm điểm cho hành vi của mình, ông Thái nói. Ông Thái cho biết thêm, hiện chưa có hình thức xử lý kỷ luật nào đối với nhóm nữ sinh đánh em M và vẫn đang đợi kết quả làm việc của cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 23 tháng 10, một nhóm học sinh lớp 7 và 8 trường trung học cơ sở thị trấn Phú Mỹ đến nhà đánh đập M, học sinh lớp 9 cùng trường và tự quay video đăng lên mạng xã hội. Nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh.